Vào ngày hôm qua, các tuyển thủ của U17 Việt Nam đã có chuyến tham quan thành phố Dortmund sau buổi tập chiều. Chuyến đi nằm trong dự án vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam được thiết kế bởi Next Media phối hợp Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Bundesliga. Các tuyển thủ trẻ được trải nghiệm một khu vui chơi tương đối lạ lẫm là Bade Miniwop và đây là lần đầu tiên những chàng trai được trải nghiệm khu vui chơi độc đáo này. Có thể thấy, dù có mạnh mẽ, trưởng thành thế nào trên sân bóng, thì khi tới những khu vui chơi, các tuyển thủ của chúng ta được trở lại với đúng lứa tuổi của mình, trẻ trung, vui vẻ và thích thú khám phá những điều mới mẻ. Đặc biệt, vào buổi tối cùng ngày, trong lúc ăn tối, Next Media cùng với những người đại diện của Borussia Dortmund đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho các cầu thủ và thành phần ban huấn luyện có sinh nhật vào tháng 3. Những cầu thủ đó bao gồm Hoàng Minh Tiến, Đỗ Xuân Tiến, Thái Bá Đạt và bác sĩ Phạm Văn Minh. Đây có thể được coi là một món quà đặc biệt dành cho các cầu thủ vì nỗ lực tập luyện và thi đấu của các cầu thủ trong những ngày qua. Thái Bá Đạt, 23 tháng 3, Hoàng Minh Tiến, 29 tháng 3, mình đứng ở giữa đây ạ. Để chúng ta cùng thổi nến ạ. Vào ngày hôm nay, các cầu thủ tiếp tục có những buổi tập tại Học viện của Dortmund, sẵn sàng chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo tại Eintracht Frankfurt